Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Chư tăng ni tại các tự viện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lần lượt tới các phường theo khung giờ sắp xếp để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Với chủ trương đó, dịp này, Tịnh xá Trung tâm quận Bình Thạnh được chọn là điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xung quanh. Để làm tốt điều này, chư tôn đức tại đây đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, dung dịch khử khuẩn và nước uống cho bà con. Nhằm tăng tốc rà soát các ca dương tính trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao, tập trung các địa phương như thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn. Theo đó, thành phố dồn tất cả lực lượng với hàng ngàn đội đi lấy mẫu xét nghiệm trên khắp các địa bàn. Phường đã triển khai lấy mẫu và tiếp theo tục lấy mẫu để hoàn tất công tác lấy mẫu toàn dân. Thì qua đó thì công tác lấy mẫu thì hiện nay phường cũng đã là triển khai nhằm đảm bảo khoảng cách cũng như là tránh tụ tập đông người để mà tránh lây chéo cho cộng đồng dân cư. Trong sáng nay, chư tăng, bà con cư dân, Phật tử tập trung về tại Tịnh xá Trung tâm, quận Bình Thạnh để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Để tránh tình trạng đông đúc, người dân được thông báo lấy mẫu theo giờ. Theo ghi nhận tại Tịnh xá Trung tâm, chư tăng người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5K để đảm bảo phòng chống dịch. Từ sáng sớm, các quý chú bên phòng y tế cũng như là các chiến sĩ cán bộ dân quân đã phối hợp với chư tăng tại Tịnh xá Trung tâm tổ chức rất là bài bản, từ việc dân dây cho đến chia khoảng cách, phân luồng, hướng dẫn đồng bào để đảm bảo cho cái việc phòng chống COVID-19 này. Bằng sự nhiệt huyết, tận tâm, chư tăng tại Tịnh xá Trung tâm đã hỗ trợ tích cực cho người dân, đội y tế qua những chai nước mát được đặt sẵn trên bàn. Điều này giúp người dân, chiến sĩ phần nào vơi đi nỗi lo, mệt mỏi do nắng nóng.